Dự án cụm công nghiệp Cẩm Lệ có quy mô 29 ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố do Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư. Đây là dự án luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cũng như cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, dự kiến tháng 8 năm nay, việc xây dựng hạ tầng toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đầu năm 2023 sẽ bố trí đất cho doanh nghiệp vào sản xuất. Hiện giai đoạn 1 dự án đã hoàn thành khoảng 90%, giai đoạn 2 khởi công vào cuối tháng 3 năm nay. Đến nay đã đạt 60% khối lượng và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm nay. Hiện quận Cẩm Lệ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp vào cụm công nghiệp này, đồng thời đã xây dựng quy chế về cung cấp các dịch vụ công cộng và quy chế quản lý kiến trúc xây dựng tại đây. Mong muốn nhất của quận là đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Công Thương sớm cho chủ trương để cụm công nghiệp này sớm đi vào hoạt động. Hiện nay thì các cái hạ tầng ở đây là nước, đường giao thông, cây xanh, điện, cấp thoát nước thì đều hoàn thành, và còn một số cái giai đoạn 2 thì các khu khớp nối những khu thoát nước và hệ thống cây xanh nữa là xong. Về phía quận thì luôn luôn phối hợp cùng với lại Sở Công Thương và các ngành của thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường làm sao cho cái cụm công nghiệp này nó sớm đi vào hoạt động. Hiện nay thì quận cũng đã chủ động dự thảo ba cái quy định để trình thành phố, và Sở Công Thương cũng cho góp ý lần 2, lần 3 ra. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết hiện cụm công nghiệp Cẩm Lệ đang vướng mắc về quy định đầu tư. Trong luật đầu tư công quy định không được đầu tư công khu cụm công nghiệp trừ khu vực miền núi, hải đảo. Trong khi cụm công nghiệp Cẩm Lệ đã sử dụng đầu tư công nên hiện tại đang vướng về cơ chế pháp lý. Đà Nẵng đang xin cơ chế đặc thù để giải quyết vướng mắc này. Trong khi chờ đợi tháo gỡ vướng mắc, hiện quận Cẩm Lệ đang tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng và chỉ đạo yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng. Về cơ bản khối lượng của giai đoạn 1 thì đã hoàn thành gần 90% rồi, nhưng mà còn lại cái một bộ sơ đó là nó vướng cái hộ đó chưa bàn giao, cho nên chưa thông tuyến, cho nên chưa làm hệ thống nền mặt đường của cái nhánh số 2 đó. Còn giai đoạn 2 thì còn lại khoảng gần 40 hồ sơ, trong đó 8 hồ sơ đất ở, còn lại là đất trồng cây hàng năm khác, thì các hộ cũng chưa thống nhất, chưa bàn giao. Liên quan đến vướng mắc của cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo. Hiện Văn phòng Chính phủ đã chuyển đến Bộ Công Thương để xem xét xử lý. Chờ sau khi có ý kiến của Bộ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng và triển khai phương án quản lý, vận hành, lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp để bố trí các doanh nghiệp vào hoạt động tại cụm công nghiệp này. Dự kiến đầu năm 2023 mới có thể giao đất cho doanh nghiệp.